cầm đĩa gắp bằng tay, cái bằng tay và hai cái ốc như này nha mọi người. Khi mà đã xong mọi người sẽ được như thế này nha. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu bắt thành của bàn chân nha. Cuối cùng thì mình đã lắp bóng rổ và rất là xong nha. Thế các bạn ạ, rất là thú vị luôn, và chính là hộp nhạc cho bé nha.